là cái phần cách mà để bảo tồn nó về sau. Em sẽ nói về phần giới thiệu hội trước thôi. Okay. Anh cho biết là cái hội của mình được thành lập như thế nào và bao nhiêu thành viên, có bao nhiêu anh em sinh hoạt bên hội? Di Linh Hawking Club là một cái bộ phận nhỏ của cái cộng đồng fan công ty Việt Nam. Thì hiện nay cộng đồng fan công ty Việt Nam thì được khoảng 10.000 thành viên. Thì cộng đồng Di Linh Hawking Club là tập hợp những anh em mà có cùng chung một cái đam mê là huấn luyện, bảo tồn và cái nhân cố gắng để mà giữ gìn cái loài chim săn mồi ở tại Di Linh.